Đây là một cái máy bay mà sải cánh cực kỳ rộng luôn các bạn nha. Hôm nay mình sẽ gấp cái máy bay như vậy nha. Bây giờ mình bắt đầu mình vào bài gấp các bạn nha. Bị một cái tờ giấy vuông như vậy các bạn nha. Này, nó vuông như vậy luôn, bốn cạnh bằng nhau vuông như vậy nha. Sau đó các bạn gấp từ trên đây xuống như đây rồi, ok. Sau khi gấp xong, gấp tiếp bên này sang bên này, này gấp gấp bằng cái đầu ấy luôn đó. Không lấy tay nhận xuống ở đây một cái mà làm điểm dấu của nó, ok. Xong đó mình gỡ ra này, thấy không? Sau đó các bạn gấp tiếp từ trên đây xuống tới cái chỗ này, này chỗ tay mình chỉ nha, ok. Gấp tiếp, gấp cho bằng luôn, bằng và đẹp nha. Chính xác, thẳng theo cái đường tìm của nó là thẳng từ cái đường gấp xuống đây luôn, ok. Sau khi mình gấp xong rồi mình lật ngược lại đây, lật ngược lại theo cái chiều này nhá. Xong cái chiều này bạn gấp cái này vào đây. Gấp vào nhá. Ok, gấp vào. Rồi lấy cái tay kéo cái này ra. Này, đây này, thấy không? Đó. Kéo ra luôn. Kéo cho nó thẳng cái đường này, xong xong mới đường trên này. Đây. Ok, mình nắm nó thẳng. Xong rồi bên này xong, mình sang bên này cũng gấp y hệt như cái bên này luôn nhé, cũng đưa vào. Đó. Đưa cái này vào. Ok, đã xong bạn giữ lấy bằng cái chỗ này luôn, xong đẩy cái này ra luôn. Tiếp này ra luôn nha, ra cho nó bằng nha. Ok, bạn đẩy ra cái mít đi, mít cho nó bằng hết cả hai bên đi, ok. Bên này chưa được, chỉnh cho nó bằng tí. Bằng hết rồi. Bằng phải bằng cả hai bên các bạn nha. Bên này và bên này bên như nhau. Sau các bạn kiểm tra lại cho được một tí. Ok. Sau xong ra cái cánh của máy bay rồi, bạn kéo ngược về, quay lại theo cái chiều này, quay lại theo cái chiều này các bạn nhé. Gỡ ra, gỡ cái này lên này, gỡ cái này lên, gỡ hẳn ra luôn, đó, thấy không? Gỡ hẳn ra luôn như vậy nha. Xong nhận nó xuống, gấp đôi này lại, gấp đôi này lại này. Đồ đồ sao các bạn, để các bạn gấp ngược về sau cho nó dễ thôi nhá, không có gì hết. Ok, gỡ tiếp ra, đưa về, đưa về này, đưa về ha. Đó, gấp cái này lại. Đưa về. Ok. Đó. Bên này cũng vậy. Không phải làm đấy. Vừa nhận xuống nó sẽ được cái hình như vậy luôn. Nhiều khi như bạn nào làm cái đoạn hơi hơi khó làm, mình phải làm nha. Sau khi xong,
như vậy luôn. Bạn gấp ngược lại. Rồi. Gấp tiếp cái này về bên này. Tiếp về bên này. Đây, bằng cái kia luôn. Bằng thân hình máy bay dưới luôn. Sau đó bạn mít nó lại. Mít lại cho nó đẹp nha. Okay. Sau phía sau ngược về, lật ngược về đây, rồi mình gấp cái đầu nha. Cái đầu gấp hơi, cái đầu hơi gấp này, lên hơi lên xíu cho nó nhỏ lại đó. Ok không? Rồi gấp tiếp cái này vào, cái này vào giữa con vào giữa con nhỏ tí 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 thôi, không gấp đường lên này tí này, gấp nó dễ nhá. Này đưa cái này vào đó, tiếp này vào nữa nó giấy nó dày các bạn nhé, gấp về nhỏ này giấy nó dày, đưa vào nó hơi khó. Ok, sau khi các bạn gấp xong nó như vậy nhé, mình sẽ gấp bóp nó lại, bóp cái này lại như vậy này. Đó. Bóp lại vậy luôn nha. Tôi chuyển cho nó đều hai bên. Này là tung cánh này. To tướng, to là to, bự là bự này. Ok. Máy bay nha. Đây. Rồi. Xong ra như vậy rồi nha. Giờ mình sẽ đi tới cái đuôi. Cái đuôi của nó nha. Tiếp thì mình gấp lại, gấp ngửa cái ngược cái này về đây đã. Ngược về đây tí các bạn nha. Hình nó thẳng là được rồi. Ok, nó thẳng cái cánh nha. Đây. Ok luôn. Ok, thẳng cánh chưa? Sau khi bên này thẳng cánh rồi, lật ngược lại. Bên này cũng thẳng cánh như vậy luôn. Bên nó đều. Nó đều hai bên. Đều hai bên rồi nha. Cả đầu cả đít của nó luôn. Đấy. Đấy. Tự chặt lại mở ra còn đây. Vậy bạn có máy bay cánh này bằng này, to là to, bự là bự này, xả cánh rộng cực rộng luôn nha. Trở tới cái đuôi của nó này, bạn gấp ngược lên, gấp ngược lên đây. Ngược bằng đây này. Đây, ngược bằng phải luôn rồi nha. Xong rồi biến thế này tí. Ok, mở ra. Lấy kéo cắt lên đây đi. Đây, lấy kéo cắt ra. Xong mình xả ra làm được cái đuôi của nó. Đó. Lên. Ok, biến cái đuôi ra. Bên này nữa. Biến cái đuôi ra. Cái đuôi ra là ta được một cái con này vàng. Máy bay có cái đuôi cuồn cuồn máy bay. Đuôi cuồn cuồn tí 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 teo. Tí teo là teo luôn. Ok. Nào. Rồi. Vậy là hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách gấp cái máy bay con này vàng này, đây là hết các bạn nha. Ok.